TikTok hiện đang là một trong những ứng dụng mạng xã hội video phổ biến nhất hiện nay. Nền tảng này đã và đang trở thành mảnh đất ươm mầm cho những nhà sáng tạo nội dung. Đã được xem là hành trình để mỗi cá nhân khắc họa màu sắc riêng, trở thành một phần của cộng đồng và góp phần định hướng những xu hướng thịnh hành trong tương lai. Master 2022 by TikTok là minh chứng cho nỗ lực của TikTok trong việc hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung vượt qua khỏi vùng an toàn bằng tài năng và những nỗ lực nghiêm túc khi xây dựng nội dung. Với những con số ấn tượng khi thu hút hơn 17 tỷ lượt xem và 2,8 triệu lượt đăng tải video cùng hàng loạt những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần sáng tạo. Vừa qua Master 2022 by TikTok, cuộc thi tìm kiếm những nhà sáng tạo tài năng đã chính thức khép lại với những phần trình diễn vô cùng ấn tượng đến từ các thí sinh. Được đánh giá cao về mức độ đầu tư từ nội dung đến hình ảnh, 7 vị trí quán quân đã chính thức được xướng tên trong đêm gala. Phạm Tuấn Hưng, quán quân trong lĩnh vực Sport Master, khiến người xem vỡ òa nhờ câu chuyện đầy nghị lực và niềm đam mê cháy bỏng trên sân cỏ dù không may mắn mất đi đôi chân. Lĩnh vực Lifestyle Master gọi tên của thí sinh Quang Không Gờ nhờ chính câu chuyện truyền cảm hứng cá nhân, hành trình chập chững nam tiến lập nghiệp đến khi dám tự tin đứng trên sân khấu. Quán quân hạng mục Music Master Huy Ly mang đến tiết mục rap trên nền nhạc tự sản xuất và phối lại từ những âm thanh gần gũi trong đời sống. Ngoài ra, 4 quán quân thuộc các hạng mục còn lại bao gồm Acting Master, Game Master, Live Master, Talented Live Master cũng lần lượt gọi tên Cô Đồng Nát, Khét Đáng Yêu Mạnh Tiếng Khôi, Thùy Linh Đặng. Đối với em thì cuộc thi này giúp em có thể là thể hiện được bản thân của mình, thể hiện được đam mê của mình đến với tất cả mọi người và giúp cho các creator khác có thể tỏa sáng trên sân khấu. Thông điệp mà em muốn truyền tải cho mọi người là dù cho bạn là TikToker mới chơi hay là bạn chơi lâu năm hay là bạn còn thiếu tự tin về điều gì đó, nhưng một khi bạn có nội dung mang lại giá trị cho cộng đồng, cho khán giả thì chắc chắn bạn sẽ được đón nhận giống như mình ngay bây giờ. Về những cái thuận lợi trên kênh thì ngoài việc là mình có cơ hội chia sẻ với các bạn về những giá trị tích cực về cộng đồng cũng như là mang đến một cái món quà tinh thần cho các bạn, thì em cũng nhận được từ các bạn những cái lời động viên và đó sẽ trở thành những cái động lực để mình tiếp tục thể hiện bản thân và phát triển kênh. Thông qua những giá trị mong muốn mang đến cho cộng đồng, Master 2022 by TikTok không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vị thế và tôn vinh tinh thần sáng tạo, đậm chất riêng của mỗi cá nhân, mà còn là một cuộc hành trình tạo nên những điều đột phá, nâng tầm bản thân cho những bạn trẻ đam mê sáng tạo nội dung.